Anh có một ông anh là ở ngoài một cái đảo nào đó của khu đó đó, là ổng nuôi hải sản đó, chút mình ra đó mình ăn hương ốc hương. Anh nghĩ là mình có thời gian ăn hải sản á. Anh nghĩ là mình ra là khỏi đơn vị để mình mình kêu đơn vị cho mình một chiếc tàu chở mình ra đó, anh sẽ liên hệ chuẩn bị sẵn chở mình ra đó ăn là một chiếc du thuyền. Du thuyền. Nếu như mà vào trường hợp mà kiểu tí mình đói quá thì mình tin được không anh? Anh Khánh, ví dụ mà chút để đòi á, em bắt bồ với anh nha. Ok không? Chị vậy? Nhìn anh cũng dạm dở, em nghĩ là ok. Chứ bạn em thì hơi mệt. Đội tôi là đội mạnh nha. Có ai muốn theo đội tôi không? Em theo anh Đức là danh Đức là hải sản nha. Được em. Tối nay mà ví dụ còn có báo động lúc 4 giờ là chắc là anh phải kêu người ta 3:30 kêu người dậy trước. Thì dạ, bánh kem rồi, dưỡng ẩm rồi, bánh cốc. Em không phải có một đá da đẹp. Em nghĩ là em cần phải có chống nắng thôi. Chống nắng giờ đó, bao giờ không cần chống nắng thôi em. Nhưng mà tính ra đi chương trình này Đức sướng nhất. Mặt đâu cần dưỡng đâu. Nói gì à? Bạn đó giờ không dưỡng nha, giờ đẹp tự nhiên nha. Hôm nay nóng quá, mụn quá giờ. Ngủ ghê, thiếu ngủ nữa. Chúng em nghĩ đi, chỗ này khi về là gió biển với kiểu sát trùng sạch sẽ mà sát lắm luôn. Trời ơi. Nói được nói thế nữa, về đang lo đây nè.